sáng ở công viên Trần Hưng Đạo của thành phố Rạch Giá. Ở đây chút nữa mình sẽ coi câu cá của các anh chị ở đây gần bờ kinh rồi đây. Đây có một anh đang câu nè. Ở bên kia đó là cái biên cơm của thành phố Rạch Giá. Buổi sáng đó thì các anh xe ôm. Chú ơi, mình câu thường dính cá gì chú? Cái chê ra coi trùng thấy xuống là dính liền. Có trùng với tép thấy xuống là nó bút liền. Có anh vậy là để ông gậy câu bộ ông gậy hơn ha. Cái gì? Ông gậy. Dạ, đây là dễ gì có. Đi mua. Ký ra tới
mà nó cần luôn cái tàn nữa nghe chúng mới chứ không mà thật sự mà khổ nó đâu có lớn đâu anh. Ừ, cho nên chút dính đây ôi trời lớn. Ủa mà chú dính cá gô không ạ? À? Có dính cá khác nào không? Không. Hôm qua là mới nuôi cá chê. Dạ. Không, chỗ này nó không có động nè nên nó dễ vô. Như chú ấy, chú câu mà dùng cái tàn nó chạy suốt cái dưới. Không, nếu mà câu ấy là đứng trên đồng hồ, câu dài xuống đây là vừa nè. Dạ. Chạy xuống về đây vừa nè. Câu lên câu máy á. Thấy chú? Câu máy đứng trên đồng cầu đó, vô ăn vừa đó. Thì được chơi chú nóng. Dạ. Chơi nó. Lúc rác ở dưới không à. Rác quá trời. Cái này câu vui. Giải trí. Cậu to lắm chứ không được. Cá đâu cả nửa cân nhưng giỡn đâu. Con này chết. Đâu nó lộn. Này con cầu máy thấy vô mà dính liền. Chú câu bằng mồi gì vậy chú? Dế. Dế hả? Rốt rốt. Nó cũng nhiều lắm mà không thấy. Cá có mắt kiến rồi. Cá lầu kiến. Cá lầu kiến. Có khi câu vô câu không dính, có khi câu dính thì lại sợ câu không dính thôi. Ơi thay đường luôn nè, đã kéo rồi đó nè. Lâu dữ không thấy cá chốt trâu, cá chốt gì mất tiêu hết hay gì rồi. Giờ sản phút có sản phút chết chết chết. Chứ là trước gặp như khoảng 10 năm về trước đó, ngồi câu cá hết rồi, cả ngày hết hết. Bây giờ ngồi cả ngày không đủ ăn rồi. Rồi cả ngày có khi không dính. Nó dính kìa chú ơi. Con này chắc nhỏ nè. Đúng rồi, con thế. Cái gì vậy? Cái... trời ơi. Hai câu hai. Hai cần câu hai con luôn. Vui mà. Hai cần câu hai con luôn. Không câu này cũng vui. Ê chú bỏ xuống nó không quất luôn hả? Chạy thẳng thẳng hoài luôn á, chỗ vậy người chỗ tới dưới luôn rồi chở cái quán nhưng mà nó nằm ở ngoài gan như là nhưng mà không phải đúng không, không phải đúng không, không phải chỗ cái cầu bánh cánh bòm gì vậy. Ừ, cánh bòm chứ thẳng hoài như nè, nó có cái cầu bắt ra, cầu cây bắt ra nên cái lần này có biển đóng gian cái gì chú đi chú. để chiều con giác cần câu nha con ra ngoài câu chơi ấy. Vậy là cái con đầu cây của cái vườn à. Cái đầu cây nó chú nó kéo kìa. Mày giật cho tao cái. Giật. Trời ơi. Giật cái cá con cá.
Kè quá thấy mấy ông ghê ra câu cái này. Còn thả đi, em thả đi rồi, em gỡ cái này. Thả đi chú. Cái kè này nó ngắn quá, thả nó ngắn quá, nó không ngắn. Vui dữ trời. Cái kè đấy mấy ông ra câu cái này. Trời ơi, trời, cá quá đục kìa ông nội ơi. Không, cá đó cá gì á. Cái kè á. Cái kè á. Qua câu được 2 con. Bự không chú? Bự không chú? Cái người cơm cái à. Ồ, vậy tính ra cũng bự đó chứ. Chứ con ngoài này đâu có hơn. Ừ. Không. Làm gì đụng đất hay vậy ta? Đụng đất. Chú thấy sao hay quá trời. Cái phao này chú để hơi 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 dài. Nghiện nghiện. Cái nghiện bị nghiện. Giật nó vui. Ủa ngay cái miệng cống luôn hết rồi. Ờ ngay cái cống. Ồ chi. Ở ngoài cái cầu ngoài đó cũng ngay cái miệng cống luôn hả? Ủa vậy là ngay bệnh viện hả anh? Đúng đó, chỗ tại nó chạy chỗ bệnh viện tuốt cái dưới kia chỗ qua cầu 3 tháng 2 luôn á. Qua 3 tháng 2 luôn. À vậy là ngay mấy cái quán cà phê rồi. Ờ. Rồi biết rồi. Chạy thẳng ra tới dưới rồi tự nhiên là thấy cái cuối cùng đường rồi chạy thẳng ngoài giáp dưới biển. Trời qua cầu 3 tháng 2 cái tới rồi. Ủa vậy là cái qua biển chưa? Nhà hàng qua biển chưa? Thì nói chung rồi nó có bán cái bệnh đó. Rồi thấy rồi biết rồi. Tại đó cái giờ thấy cầu cây bắt ra của mấy người hủ đó rồi giờ dòm chứ có miệng cống mà cầu trời ơi lượng. Chú xách đồ ra người ấy cầu chú ơi. Mấy ông ngoài uống về mấy ông nhiều khi không ra ông câu vậy. Ở đó cái chỗ mà người ta hay săn ảnh ba cái mấy con sao kỳ vậy. Cây không? Người đua rồi. Nó dính hả chú? Dạ. Mất mấy cái đó.